Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai, 25 tháng 9. Em xin chúc cho tất cả anh em có những ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn trong công việc. Hôm nay em lên một bình hàng mồi thuốc cho anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship 2 code cộng giùm em 100k giá trị với 1 triệu cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp từ Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Bên em chỉ nhận cọc mấy ship code cho anh em nha. Anh em mong anh em mới cũng để ý vấn đề này giúp em. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại của em. Em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm giúp em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em nha. Thì đầu tiên em có mấy cây cổ mẫu cho anh em chơi dùng bật lửa. Đầu tiên là một con Nhật, cổ mẫu Nhật thập niên 60. Chủ đề nó ốp bên ngoài cũng khá là ống màu, ống ánh cũng khá đẹp. Nó làm cái dạng giống như là xà cừ. Chủ đề về cắm bóc. Con này cũng khá bé. Tổng thể con này thì cũng khá là đẹp, ok. Khá bé. Rồi con này em giao lưu với anh em 250. Con này của Đức sản xuất cuối thập niên 30. Cơ chế của nó là cũng như dạng cồn mẫu, nhưng mà nó cái sử dụng bít tông để nó đẩy cái cò ha. Khi anh em nhấn xuống thì cái dưới nó sẽ có bít tông nó đẩy lên. Nó cũng dạng nó thiết kế như là những cái dòng Zippo xưa thập niên 30 á, 36. Còn 36 á là nó còn sử dụng cái bít tông chứ nó không có sử dụng lưỡi gà. Con này của Đức sản xuất. Của hãng Iverready. Đức ha nè. Này để em test xăng. Con này tăng cỏ thì nó cũng có hao mòn, nhưng mà nói chung là cũng để mà sưu tầm được gì cái bật lửa cô cổ thì cũng khá đáng chơi. Con này nó sử dụng cái bít tông để đẩy cái cò lên lại. Nói chung thì răng cỏ của nó là cũng cuối thập niên 30 nên nó cũng có hơi hao mòn nha anh em. Nó không có được gọi là lửa mà anh em bấm là 10 nó trên 10. Nhưng mà nói chung thì nó cũng phải tầm 7 trên 10. 6 7 trên 10. Nói chung là cái dòng xưa như là sử dụng thì cũng khá là ok rồi. Từ thập niên 30 tới giờ.
con này của Đức. Con này em bán cho anh em 25 tháng 9 380k. Event của Mỹ sản xuất. Con này mạ vàng và nó được ốp một lớp da bên ngoài nhìn cũng khá là đẹp. Event dòng Event thì mạ vàng thì cũng khá là nhiều. Mạ vàng, mạ chrome. Thập niên 40 ha anh em. Con này thì bánh xe nó khá là bén á. Anh em chơi dòng bật lửa xưa thì cái thương hiệu Event này nó khá là quen thuộc rồi. Khá bén, bánh nó bén á. Nhưng mà cái do cái tim mình chậm cái xăng vô. Con này có thể gọi là 10 trên 10 nè. Bánh nó 10 trên 10. Con này 450 anh em. Rồi anh em có một cái cây hàng eBay về. Cái này cũng được Zippo sản xuất ha. Cái cây này là cái cây rồi. Mình đi cái này là anh em tụi em gọi là cái này là mồi bếp. Nó sẽ cơ chế của nó là sử dụng ga. Ga IC. Con này thì về đây nó vẫn còn ga và sử dụng thì bao anh em sử dụng. Kiểm tra lớn nhỏ đây ha, lớn dặn qua đây, nhỏ dặn qua đây. Sưu tầm trưng bày được. Zippo này nó cũng sản xuất khá nhiều là cái gọi là những cái phụ kiện ngoài cái zip bật lửa Zippo. Rồi cái này em giao lưu với anh em 220k. 220 ha. Anh ghi đây đi, chùi được. Rồi em qua giúp bồ này có mấy con đề số mà khá là đẹp. Con này đẹp nè. Con này là một con sơn tĩnh điện thôi, nhưng mà nó sơn tĩnh điện, cốt đồng sơn tĩnh điện, sản xuất 2019. Nó là nhìn anh em nhìn nó ra cái họa tiết như là cái họa tiết thổ dân. Một con rùa biển và nhìn như nó là cái mai của nó là nhìn như là cái mặt người, nhìn lấy chưa mà lấy nét thì nhìn nó cũng khá là đẹp và lạ. Trên cái dòng Zippo thì cái dòng chủ đề mọi thổ dân rồi là nó giá trị sưu tầm nó cũng khá là cao. Giờ thôi để em chùi lại cho anh em, nó keo về. Hàng đi bay về em chưa có lao bên ngoài nữa. Cái này lớp keo thôi anh em. Còn ngoài ra thì góc cạnh đồ em thấy nó không có cấn mớp và bong tróc lớp sơn ha. Anh em xài chán sau này có thể là mua chai tẩy sơn về mình xả bỏ cái lớp sơn này ra. Mà để như vậy thì những cái chi tiết này nhìn nó đẹp quá anh em. Anh em nên giữ để chơi. Cốt đồng ha. Con này ruột trùng 5 tháng. Nhưng còn khá đẹp. Có qua sử dụng ít.
zin chưa sửa chữa nha anh em, cốt lề còn y nguyên hết. Qua sử dụng ha anh em, nó vẫn còn phản phất cái lớp keo đây nè. Con này chưa spa, anh em thấy nó vẫn còn lớp keo này, anh em muốn spa sáng bóng thì em hỗ trợ cho. Em hỗ trợ em spa cái vỏ ngoài cho anh em. Vàng. Ruột vàng trùng năm ha anh em. Qua sử dụng. Ruột cũng còn đẹp, rất xuất sắc. Amo thì dòng này nó vỏ nó dày hơn regular 1.35 lần. Con này em chỉnh năm lại. Chỉnh cố gắng cho nó không có thấy nó khó chịu. Sửa chữa luôn. Đó canh 95 thôi. 25 tháng 9 mã số 2. 420k. Rồi anh lên một con vẫn là Brad. Cái máy nó gì vậy trời. Con nét cái gì vậy? Tiền để đổi 2015 mà ở đó mà gì muốn hư. Một con Brad không tử vơm vinh tẹt ha anh em. Con này cũng vẫn còn phản phất cái lớp keo nè anh em thấy không? Thường là nó những cái con Brad hay là hoặc là Solid Brad nó sẽ có một cái lớp keo bảo vệ cái lớp đồng á. Con này cũng vẫn chưa spa nè. Anh em muốn sáng bóng thì em có thể hỗ trợ cho anh em spa lại cho nó sáng bóng xíu. Góc cạnh em thấy nó cũng đẹp, nó không có cứng mớp. Con thường những con Solid Brass thì giá nó cao, nhỉnh cao. Con này ruột trùng 5 tháng luôn hay gì. F04 luôn anh em, ruột trùng không 5 tháng. Để em lau chùi sợ. Nay muốn bệnh rồi nói chuyện không ra hơi. F04 luôn ha. Ruột trùng 5 tháng chưa sửa chữa. Mấy cái ruột vàng này anh em cố gắng bảo vệ cho nó, để nó rút ra rút vô nó dễ xước, nó xước ra nhìn nó xấu. Âm nó cũng khá hay và nó không có khó chịu.
Rack Vintage số đề đầu nha anh em. Không tử. Solid Brass được khắc ăn mòn chủ đề tàu chiến DDG58 và cờ Mỹ ha. Con này cũng là một con Brass sản xuất 2021. Hôm trước em có một cái dạng rơm, một con rơm nó cũng chủ đề tàu chiến và nó cũng kiểu như là cái mẫu như vậy, nó cũng khắc cờ và ở giữa là logo của tàu chiến. Con này nó khắc cái hàng mòn ha anh em, cái này hàng mòn này thì còn nguyên keo nè anh em, nhìn nó còn nguyên keo nè. Qua sử dụng không cấn mớp ha anh em, không cấn mớp và chưa sửa chữa. Em có chỉnh năm lại nha, đi ruột vàng, ruột trùng 5 tháng 2021 luôn ha, D2021 để em lót cái miếng này để cho đỡ xước ruột. Sáng có anh khách ảnh mới vừa tặng, ảnh mua jeep mà ảnh còn tặng em cho mấy cái khăn này, em kiếm cái khăn này hoài không có, có mấy cái khăn lau kiến nè để dành lau mấy cái con HB á. Rồi em qua đây em cũng xin cảm ơn anh trên video kênh của em luôn ha, anh nhiệt tình anh mua ủng hộ em rồi anh còn cho em cái này nữa là quý quá đó. Kiếm thật sự đi kiếm, em kiếm để em lau jeep á. Cho thêm cái khăn mịn nữa. Cảm ơn anh nhiều. Cái này nó hơi xước rồi anh em có thể là anh em thấy nó cắn cắn, nó không phải phai phai nha, nó có xước á. Còn
con này anh em thích chơi dạng mà tàu chiến thì con này cũng đáng chơi, không phải là đề số là nó sẽ rẻ đâu nha anh em, đừng có suy nghĩ vậy, tội cho con giết lắm. Nó phải nằm cái giá trị của nó nằm ở đâu. Chủ đề là chủ đề zin hãng nha anh em, thăm con này cũng tốt. Chưa sửa chữa, chủ đề zin. Thì anh em cũng có thể là kiếm một con la mã giá tầm trung trung á, mình có thể mình thích dòng la mã thì mình sử dụng. Còn nó những cái con đời số này nó có chủ đề thì giá nó cũng khá là cao chứ nó không có rẻ. 25 tháng 9, con này mà Solid Rat này mình yêu thì nó chắc chắn nó phải hơn 1.300. Con này mã số 4, bởi vì nó dính vô chủ đề tàu chiến là nó sẽ cao. 650. Rồi qua mấy con la mã cho anh em á. Đầu tiên em có một cái con chủ đề về chắc ăn mòn xin hãng, chủ đề về bản kỷ niệm 50 thờ 3282. Hôm trước em có lên một con hình như con đó là 84. Con 84 đó bay rồi. Con này là được sản xuất năm 90. Ở đây nó có té nhẹ miếng nè, lề lối đẹp. Ở đây nó có dầm nhẹ miếng nó nhanh. Chủ đề những cái bản kỷ niệm trên Zippo nó cũng là thuộc một dạng sưu tầm, cũng khá là nhiều anh em chơi. Ở đây nó cũng có té nhẹ vuông góc xíu nha anh em. Nói chung thì con này tổng thể nó có dâm nhẹ vài điểm và nó cũng có xước và hơi cái máy này nó có dâm nhẹ ha anh em, và nó cũng có hơi phôi phai nhẹ nè, mà được có bù lại cái chủ đề 50 thờ 90 này nữa thì nó chất lượng nó như là một cái con 8889. Đầu 90 thì nó vẫn còn cái chữ Brad Fox BA này nằm giữa. Năm con này cũng khá hay. Lâu nó không có tự động lấy nét, mình thấy lấy nét. Con này ruột trùng 5 tháng luôn anh em. C6 là mã ruột trùng 5 tháng luôn ha. Một cái con chủ đề khá hay, chủ đề về những bạn kỷ niệm. Lấy nét phải lấy nét thủ công. 25 tháng 9, mã số 5. Con này em giao lưu với anh em 600k, như nó được chủ đề cuộc trùng 5 tháng âm hay nữa. Nói chung những cái yếu tố của nó nằm đáng giá trị nằm ở đây, tầm giá trị này. Rồi,
lên một con cũng chủ đề hay cho anh em đây. Một con chủ đề bông lúa. Chủ đề này xin hãng luôn nha anh em. Chủ đề này cắt ăn mòn không đổ sơn xin hãng luôn. Nó cũng giống như cái con con chủ đề 50 thờ đó. Dọc xuất thị trường Nhật, sản xuất năm 94. Ở đây em thấy nó có té nhẹ, nó hơi vuông góc xíu nè ha. Lề lối là đẹp. Ở đây nó ở đây nó cũng hơi té nhẹ nè, nhìn thấy nó hơi vuông nhẹ. Bù lại nó cái chủ đề nó cũng chủ đề bông lúa trong giúp bô ha. Nếu anh em chơi dạng qua dạng sưu tầm rồi anh em biết những cái chủ đề đó liền, nó có giá trị. À, mặt sau nó có hơi cấn nhẹ ở đây nha anh em, không có nặng gì hết, nó hơi cấn dâm ở đây xíu. Lớp rơm thì đẹp, chủ đề đẹp, góc cạnh cũng đẹp, có nói chung có té nhẹ. Đề zin nha, em bao chủ đề cho anh em zin. Những cái chủ đề này thường là đáng chơi không? Rồi anh lên một con sơn tĩnh điện. Đây thường anh em thấy những cái emblem này. Emblem này là zin theo zip đó. Con này thì nhìn lớp sơn nó hơi dày, nhưng mà nhìn anh em nhìn kỹ bên ngoài cái đuôi của nó thì nó nằm trong giai đoạn là 90 tới 91. Giai đoạn của nó là 90 tới 91. Tại vì cái đuôi chữ nó ngắn. Con này thì khá là đẹp. Cái lớp sơn nó vẫn chưa bong tróc ngay chỗ cái lề luôn ha. Con này là nguyên cốt lề zin luôn. Con này là cốt đồng. Và những cái con này thường nó sẽ đi với cái ruột vàng nè anh em. Ruột vàng này, ruột vàng zin theo cái vỏ này luôn. Con này cái ruột nó còn rất là đẹp, ruột và tổng thể rất đẹp. Em vẫn để nguyên cho anh em để anh em cảm nhận về cái độ mới của nó. Này, nó mới chém trái xém đầu bắp mà ha. Thì con này cũng qua một hai lần săn, nói chung là cũng qua săn rồi. Ruột của nó là ruột mờ giai đoạn, thì nó khá là đẹp, còn đẹp. Những cái ruột vàng này qua sử dụng kiếm giờ nó ít xước khó lắm, ngoại trừ niêu thôi. Đặc biệt là những cái ruột vàng cố gắng này mình xài mình kỹ mình lót, mình kiếm cái ruột này chua ốc đá anh em thấy nó vẫn chưa có dấu vặn. Tất cả nguyên zin nha anh em,
con này anh em xài thời gian có thể xả ra để cho nó ra đồng ha, thành nguyên con rách đi ruột vàng luôn, hợp luôn. Con này tổng thể khá đẹp, nguyên zin. Xéo 87 và cái màu này em nghĩ là nó được chủ ý làm ra cái màu này, kiểu nó phôi phai theo em nhận định ha, theo ý kiến cá nhân của em thôi, còn em sẽ quay tổng thể rồi anh em cảm nhận, anh em tự đánh giá. Góc cạnh của nó rất là đẹp, ở đây nó có một điểm dâm kim đầu kim, lời nói cũng khá là đẹp luôn. Nói chung con này nó rất là đẹp, nhưng mà cái màu thì nó, anh em thấy nó màu nó phôi phai, thì theo em nghĩ, theo cá nhân em thôi là em nghĩ nó được làm cái ra cái kiểu mạ nó làm vàng cổ cổ á. Còn cá nhân ý kiến của anh em thì anh em tự đánh giá giùm em. Con này là ruột ba la mã trùng luôn ha. Tổng thể như vậy thì theo em nghĩ thì nó không có xài tới nó mà kiểu phôi phai tới cái màu như vậy đó. Cái này đã được khắc ăn mòn kiện vàng chủ đề Zippo, nhưng mà những cái đường cắt này nó rất là cạn. Nếu như mà xài phôi phai cỡ này thì bắt buộc bên trong chắc chắn nó cũng sẽ phôi phai. Nhưng mà cái màu kiện vàng của cái chữ thì anh em thấy nó còn nguyên vẹn ha. Theo em nghĩ thì nó là kiểu cái màu nó làm như vậy để cho nhìn nó cổ anh em. Còn em thì con này em mới thấy cái dạng mà nó làm như vậy. Nhìn nó hay hay, nhìn nó cổ cổ á, anh em thấy nhìn lề lối của nó và tổng thể của nó thì anh em tự đánh giá giúp em, từ vỏ cho tới ruột luôn. Con này cũng chưa sửa chữa luôn nè, bánh nó bén cực kỳ luôn không. Lồi xéo 87 nhị ca của dòng này ha. Đời đầu tiên của nó là 86 25 tháng 9 số 8. Chơi con này là khá độc lạ đó anh em. Thế em nghĩ là cái màu đó là độc lạ. Rồi em lên cho anh em một con cơn chrome phai xước sức 578. Anh em bữa có anh nào hỏi em mà em không nhớ nổi thật sự, vì hẹn đi bay nó mới vừa về thì sẵn em mới em làm có là mã có số để em làm nguyên lô, chứ còn thường hàng xưa nó còn em không có thời gian làm.
và con này thì nó ít sử dụng, mình vệ sinh đồ nó canh chỉnh nó cũng khá là nhẹ nhàng, lề lối nó đẹp ha anh em ha. Ở đây nó có một dấu cấn nhẹ nè, cấn nhẹ ha, màu rơm nó rất là đẹp luôn. Ở đây cũng có một dấu chấm kim nhẹ. Nói chung con này nó có vài điểm dâm kim. Góc cạnh thì em thấy nó cũng khá đẹp đó nè. Góc một đáy thì nó khá đẹp ha. Và cái lớp rơm của nó cũng rất là đẹp luôn. Lớp rơm nó khá đẹp. Nó chỉ có vài điểm cấn dâm. Mặt sau nó có hơi điểm bị điểm cấn nè. Nhưng mà nói chung thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới tổng thể. Tổng thể nó như vậy. Một con 7X nha. Khá là đẹp, màu rơm cho tới góc cạnh nó cũng khá ok, nó chỉ có vài điểm cấn nhẹ. À, đặc biệt nó zin tới cái cúc lề cho anh em luôn nha. Nó cũng có thời độ rơ lắc. Nó qua sử dụng nhưng mà nó cũng có em nhìn ruột lắm. Ruột này ít xước, cái này chỗ này xước là phải rồi. Nó không có bảo vệ là bị à. Sử dụng bắp bột nha anh em, con này sử dụng bắp bột, bánh khá bán. Một con 7X như vậy thì nói chung là qua sử dụng mà nó còn đẹp vậy là cũng đáng chơi rồi. Bị nó trơn đơn giản, thường thì những dòng xưa nó khắc quảng cáo khá là nhiều. Nguyên zin cho tới cốc lề ha. Mà tổng thể nó cái màu rơm nó còn đẹp vậy là nó cũng ngoài trừ những con lai niu với lại con niu thôi. Rồi em lên con này cho anh em. Một con vinh tẹt bạc khối 204, vẫn còn keo, vẫn còn ấy luôn, chưa spa nha anh em. Màu bạc nó lên oxy hóa như vậy ha. Còn muốn spa thì nó dễ lắm. Về những cái dòng brass, bạc khối, copper, trên này nó có một điểm cấn khá là nhẹ nè anh em. Góc cạnh còn lại thì đẹp, tất cả các góc cạnh đều đẹp. Cái này cái màu lên cũng phải là bị cấn, lề lối đẹp ha, nguyên zin luôn. Em cũng chính vẫn chưa canh cốt lại cho anh em đây nè. Em vẫn để cho anh em xem là nó cái độ sử dụng của cái con này nó như thế nào. Cái này thì vệ sinh cái là nó trắng tinh nè. Anh em nhìn bên trong lòng thì anh em đánh giá khá đẹp. Con này nguyên zin luôn nha anh em. Cái cúc lề nó cũng có hơi rơ, nếu mà anh em muốn thì em canh chỉnh cúc lề lại cho anh em. Bạc khối nha anh em. Bạc khối không tử, phơm bình tạc ha. Phơm regular rồi thì nhiều rồi. Phơm regular thì bạc khối nhiều. Rồi
em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một đăng ký, like và chia sẻ giúp em, xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.